là có một màu duy nhất, đó là cái màu đen mà em đang cầm. Chất liệu của nó nha là full da bò thật 100%. Tất cả những cái chi tiết phụ kiện kim loại như là cái đường dây kéo nè, đầu kéo, những cái móc, những cái nút bấm, nút hít đều có cái chất liệu là kim loại không gỉ cao cấp. Do là túi công sở cho nên là cái mẫu này mình có thể đựng được tài liệu sách vở kích thước A4. Rồi đối với lại laptop thì với kích thước chiều ngang của nó là 36.5, chiều cao sẽ là 27 nha. Thì mình đựng vừa cho em cái laptop kích thước từ 14 inch trở xuống thôi nha mọi người. Cái thiết kế, cái chiều dày của cái mẫu này á thì nó là 6 xăng, cho nên sẽ ưu tiên đựng những cái mẫu laptop đời mới mỏng nhẹ, ngăn chính nằm ở giữa. Ngoài ra hai bên sẽ có thêm hai ngăn phụ, một bên ngăn phụ không dây kéo và một bên ngăn phụ này sẽ có dây kéo.